Vô, chào các bạn. Vậy là mình đây, Zero. Hôm nay chúng ta hãy cùng đến với một tựa game mới nào. Tựa game tên là Deflector, người phản chiếu. Đây là bộ game về phiêu lưu và có hành động nữa. Đây chỉ mới là bản demo thôi nha các bạn. Và mình tập trung chủ yếu là làm clip về demo game, những bản demo game mới ra. Mong mọi người ủng hộ nha. Trước khi bắt đầu clip thì các bạn nhớ like và subscribe cho mình nha. Nào giờ không làm chậm trễ tốn thời gian của các bạn nữa, bắt đầu vô thôi nào. Thích màu xanh. Có chi khác nhau. Này là ném boomerang. Boomerang có thể phản chiếu như là ném thêm lần nữa. Này là xài kiếm. Lấy này chơi thử đi. Chuột trái là chỉ chém một cái thôi. Chuột phải là chém hai cái. Ok. Chưa có đồ gì hết. Complete all pillar to lock the door. Map. Đang này à. Có shop nè. Thanh dài là lướt. Đạp. Mấy này biết tóc biến hả trời. Đúng là mình xài boomerang. Cũng không được động luôn nha các bạn. Động mình mất máu. Tôi đang chạy vô. Chán thiệt. Nãy không có đem vô đây hay trực tiếp xóa bỏ nó luôn. Ngu hết sức ngu.
Ủa đi xuống dưới đây vậy? Map loạn quá ta. Chưa đủ điểm, chưa đủ điểm cho nên là không tương tác được. Wow, cái gì vậy, cái gì vậy, cái gì vậy? Chiêu của con nào vậy? Dùng để kết hợp với là DNA khác. Gắn vô là ông tháo được luôn. Hai vậy. Chức năng này thú vị nè. Chức năng này thú vị đó. À, máu. Không qua được, không lướt được. Ồ, chém dài tới nhảy luôn rồi. Đệt, 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 đệt. Chiêu mới, chiêu mới. Có đường à? Đây đâu giống đâu.
Ê, ê, bích cửa lại không cho ra, hèn gì, bích cửa không nói tiếng nào hết rồi. Ngu quá, lúc tới chưa ăn đòn. Kỹ năng mới. Revenge. Kết hợp tối đa được bao nhiêu ngọc ta? Không thấy được đường đi qua đây, có đường ở dưới. Đây là chỗ hồi nãy đi đây. À, kệ đi lỡ rồi thôi. Trời, bây giờ là chỗ kia kìa nè, có 200 đi đây rồi. Ồ, được một ô kỹ năng. Vậy là tối đa là được bao. Ồ, đạt. Hơi mất chiêu luôn rồi. Chìa khóa. Rồi đi được đúng đường rồi nè. Wow, cái gì vậy?
Con lại về, không dám qua đâu. Con ngon này đang đánh tao nè. Ui, ui. Đông vậy. Tao thằng đánh cận chiến nó đỡ ăn hiếp tao vậy chứ. Một điểm không lành. Ít ra anh này nó không có vụ té cầu. Sắp chết rồi, sắp chết rồi, sắp chết rồi. Còn 5 giọt thôi, cố mà sống. Ồ, một lần sách là sách một chùm. Vậy là tùy theo các bạn sắp xếp như thế nào mà nó sẽ cho ra những skill khác nhau. Pro 10% đam, 10 máu. Tỷ lệ gấp DNA cao hơn. Different attack speed. À, nãy giờ không có màu xanh dương hả? Cân lắm thương nhân. Cần thằng thương nhân giống hồi nãy, có chỗ để hồi máu. Còn 5 giọt rồi, không biết chơi sao nổi. Kỹ năng mình yếu quá. Lucky, lucky, may mắn. Oh, yeah, đây. Đi lên trên này coi thử. Không phải đường này. Đường bên này, đúng rồi. Ây ai. Chơi lại thêm lần nữa. Lần này chết nữa là nghỉ. Nắm cho đổi nhân vật ha. Đại nhân vật không chơi kiếm nữa. Chơi lần này sẽ chơi hàng boomerang. Boss battle. Oh.
lần này mày chết là nó chơi thử đánh boss nó như thế nào. Ây da, boomerang khó chơi quá đó mà. Boomerang thì thiếu tính liên tục. Các bạn phóng boomerang rồi bấm chuột phải nha. Đây chính là hiện tượng khi bạn bấm chuột phải xài boomerang đây. Tăng tính liên tục của đòn đánh. Lần này ok, ngon. Chẳng lại 150 và 50. Phải là để phản chiếu đòn đánh, tức là phản lại đam. Hèn gì. Ủa mà hồi nãy chơi con kiến bấm chuột phải, mấy chiêu đòn đánh của kẻ thù cũng đâu có phản lại được đâu. Đây là phải đứng chính diện nó mới phản lại được. Nói chung là vẫn, nói chung là có phát hiện mới cũng khá là hay. Đỡ mất máu hơn hồi nãy. Màu tím là màu tím, màu hồng và là phản được. Những chiêu thức của mấy con mà bắn ra đường đạn màu vàng là không phản được nha các bạn. Hãy
Ồ. Hay. Hổ. Hay đó, hai cái boomerang phóng đi là hơi bị ghiền á. Đây là cái chìa khóa nè, đi lượm trước. Bự không phản chiếu được. Mày đâu? Wow, muốn phản chiếu là phải ứng đối diện mới phản chiếu được nha. Đi mua tay máu kìa. Ô má sáng tiện mua thêm DNA nữa. Giờ mới ra cái xanh. Không kết hợp được à? Vậy thì kết hợp với cái này. Hay kỹ năng mới. Đang bơi vô hỏi chiếu được nha các bạn, nhưng mà phải đứng chính diện. Giờ lại cảm thấy boomerang nó khó chơi. Đi này đầy rồi.
Ồ, hai Shadow Clone. Rồi. Nhưng chưa biết chìa khóa đó để làm gì. Để giờ demo đánh thử hai nhân vật rồi chiêu thức như thế nào là các bạn coi cũng biết rồi ha. Giờ vô thử đánh boss. Stone. Lúc cũng có khả năng làm stun nữa. Hay. Để coi boss của trò này nó như thế nào. Wow. Ây da, ây da, ây da. Ây da. Ồ, nên đứng xa chơi hay hơn. Đạt. Trạng vàng không phải chiếu được nha các bạn. Ui ui chờ đã không được nha. Có chị chị đá ăn gian vậy. Kiểu như cũng hồng hồng coi. Phải chết luôn. Hàm lướt tới hóa chết luôn. Đấu lại thêm lần nữa ơi. Cũng hơi vui vui. Kỹ năng mới. Boss là không có stun rồi. Kỹ năng stun là phế đối với boss. Thiệt luôn. Đối với quái nhỏ thì còn có khả năng. Đối với boss là thua. Thường game nó sẽ là như vậy. Trừ khi kỹ năng stun đó phải mạnh thì mới ảnh hưởng tới boss được. Thì lướt mà cứ lộn nút ship hoài. Chơi game này mà lộn phím game khác. Boss mà chơi đá hoài quải thì. Trời ăn gián vậy. Nữa. Đang nghe ở nhà, ba đang nghe ở nhà bot.
Con này chia e xả không được ha. Con boomerang thì chia e thì phóng ra cái boomerang nữa. Con này nãy giờ chưa biết chia e nó ra chiêu gì nữa. Đạt nữa không lấy được chưa là dê của nó, là dê nó nhanh quá. Rồi hả, rồi game hôm nay tới đây thôi nha các bạn. Các bạn thấy game như thế nào, các bạn thấy game như thế nào thì comment xuống dưới cho mình biết nha. Bạn này thấy game này cũng ok. Game này cần update thêm máu mới được. Những chỗ hồi máu hoặc là thương nhân này kia. Nguyên một map mà chỉ có một cái thương nhân thôi. Hơi bị buồn với một lần hồi máu rồi. Chết là hết. Có thể là demo nó sẽ như vậy. Khi mà ra bản chính thức có thể nó sẽ thêm thắt rồi kia bớt. Các bạn cứ theo dõi và ủng hộ mình nha. Nhớ like và subscribe cho mình nha các bạn. Chào tạm biệt các bạn.